Hello, xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là một hộp quà đến từ Qiyi và cảm ơn nhà sản xuất Qiyi đã tặng Rubik BMT hộp quà này để chúng mình có thể làm cái clip này gửi đến các bạn nhé. Hãy cùng xem bên trong này gồm những cái gì nhé. Và đây là chiếc hộp của chiếc OS Cube mình mới được nhận. Có thể thấy là nó được để trong một cái hộp rất là đẹp luôn. Để mở được cái hộp này ra thì các bạn cần phải bóc cái tấm này, bóc hết cái này đi thì mới có thể mở cái này được. Thì ở đây mình đã có hai cục mình đã bóc sẵn này, thì khi bóc ra nó sẽ hơi nhăm nhở một xíu. Thì nó mở ra bên trong nó sẽ như thế này, gồm một cái nắp nhựa và một cái đế. Và đây là những gì sau khi mình mở cái hộp của cục OS Cube này ra. Để xem bên trong cái tờ giấy này có cái gì nhé. Thì mình đoán sơ qua thì đây có lẽ sẽ là hướng dẫn sử dụng thôi, hoặc là hướng dẫn cách giải. Có mã QR code này là một cái thông tin, nhưng mà nó sẽ toàn là tiếng Trung không à. Đây là một số cái trạng thái của Cube. Xem cái tờ này cái tờ gì ta. Nhìn khá là giống thẻ bài còn nó và 1 sao, 2 sao. Cái này mình thấy nó giống như là một dạng thẻ bài hay sao ấy. Ok, để tạm để sang đây một bên. Thì đối với cái cục biến thể này thì nó sơ qua bên ngoài nó thì nhìn trông rất giống một cục 2x2, nhưng mà có điều là nó cầm rất là nặng và kích thước của nó thì có lẽ là bằng một cục 3x3 cơ bản ấy. Đây mình có cục Thunderclap V3 thì kích thước của nó lớn hơn là cục 3x3 luôn, bằng một cục 4x4 và độ nặng của nó. Vì mình cảm thấy nó cục này rất là nặng luôn. Thì có lẽ là nó sẽ bằng với một cục 4x400. Đây. Qiyi có gửi cho mình 3 loại và có 3 màu khác nhau. Thì tất cả các bề mặt của nó đều chỉ có một màu thôi. Ví dụ như cục này là màu tím. Thì cách chơi thì mình cũng chưa tìm hiểu nữa. Mình sẽ xoay xem nó như thế nào nhé. Xoay. Ồ, tức là mình xoay cái tầng dưới này thì cái bề mặt này nó sẽ nổi lên các cái ô này, và cái bên dưới này của nó cũng như vậy. Ồ, khi nào mà mình xoay cái tầng bên dưới này á thì cái bề mặt bên trên này và cái bề mặt bên dưới này nó sẽ nổi lên. Đấy, thấy không? Tương tự với cái mặt bên này, khi mà mình xoay cái tầng này á thì cái mình nghĩ là nó sẽ nổi lên các cái ô ở bên mặt này. Đấy, nổi một phát hết 4 ô luôn. Và bên này cũng như thế. Mình sẽ xáo lên xem nó như thế nào nhé. Đây, sau khi xáo xong thì nó đã trở thành một cái gì đó rất gì và này nọ luôn. Có lẽ cách giải của cái này là mình sẽ tìm cách làm sao để có thể cho các cái mặt lồi này lên này, cho nó lõm xuống. Tất cả các mặt này nó sẽ lõm hết xuống, giống như trở về trạng thái ban đầu. Thì mình cũng chưa hiểu cách chơi như thế nào nữa, nhưng mình sẽ xoay bừa tự xem. Đấy, nó sẽ... Ồ, mình đã làm nó ẩn hết cái mặt hai bên này rồi. Còn cái dãy đây, cái bề mặt này, xoay cái tầng dưới này thì bên này nó sẽ lõm xuống. Sau một hồi thì mình cũng đã 1, 2, 3, 4, mình đã hoàn thành được 4 mặt rồi, còn 2 ô này và 2 ô này thôi. Mình sẽ làm như thế nào đây? Như này, các bạn nhìn, các bạn để ý nhé. Đây là hai ô này và hai ô này, xoay cái tầng này sang bên này là nó sẽ lõm hai cái này xuống, là cái này không lõm xuống. Ok, mình hay phết nhỉ. Ôi hay phết nhỉ. Ồ, và mình mới để ý ra là cái những cái thẻ bài người ta cho này nó có một mục đích khác, đó chính là sẽ nó được đánh giá theo ba mức độ: 1 sao, 2 sao và 3 sao tùy theo mức độ khó. Tức là mình sẽ bóc một tấm bất kỳ trong những cái thẻ bài này ra một cái trường hợp nào đó, thì mình sẽ làm sao cho cái cục Rubik này nó ra được cái trường hợp y chang như trên cái tấm thẻ bài này là chúng ta đã hoàn thành. Vậy thì nó sẽ có hai hướng chơi. Thứ nhất là chúng ta sẽ xáo một cách bừa bộn ra, sau đó chúng ta giải về vị trí ban đầu. Thứ hai là chúng ta có thể bóc trong những cái thẻ bài này, nó sẽ ra một cái trường hợp bất kỳ. Đấy, ví dụ như là cái tấm này với được đánh giá là độ khó 2 sao, thì từ đó chúng ta sẽ biến cái cục Rubik đang trạng thái bình thường này nó ra một cái hình dạng nó như trong cái tấm thẻ bài như này là chúng ta sẽ thành công. Đấy, thì nó sẽ có hai hướng chơi như thế. Mình đoán là cái chức năng của cái thẻ bài này nó là như vậy. Cái này nó sẽ phù hợp với tất cả mọi người chơi luôn, chứ không phải là yêu cầu một ai đó đã biết giải Rubik. Tại vì cái này mình thấy là nó không có một cái công thức gì cả, mình cứ xoay một cách bừa bộn thôi, mình cứ tự nghiệm là sẽ giải được thôi. Chất lượng của khối Rubik này rất là tốt luôn, cầm rất là đầm tay và rất là nặng. Đấy, và cái kết cấu của nó cũng rất là chắc chắn, không bị lỏng lẻo. Nó ở trong này các bạn có thể thấy này, nó sẽ có một cái tổ vít để mình có thể điều chỉnh cái độ tân minh của nó. Khi mua thì nó sẽ được tặng kèm một cái hộp đựng trông rất là đẹp luôn. Ok, và có lẽ mình sẽ mang cái khối Rubik này đi offline ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ với Rubik BMT để mình có thể mang cái khối này cho các bạn trải nghiệm nhé. Ok, clip mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Mọi thông tin về Rubik BMT và shop Rubik BMT Store thì mình để dưới phần mô tả nhé. Bạn nào có thắc mắc gì thì hãy để lại dưới phần comment, chúng mình sẽ đọc và trả lời sớm nhất có thể.